Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc nha. Sẽ có một số bông trang quý cô chú anh chị em, cây đẹp ha, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, dạ, em chào chị. Dạ em chào anh Thái. Dạ mến chào cô chú anh chị em xem kênh anh Thái. Hôm nay em có một số bông trang để giao lưu cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ạ. Số điện thoại của em là 0703236412 là số lô của em ạ. Dạ em vô mã số 1, cây thái vàng của chú anh chị. Cây thần chậu, cây rất là già quý anh chị em. Cây này chiều cao nó 1m25 ạ. Tán ngang nó 1m4 ạ. Vàng tròn quay, cây rất to. Hoành nó 20. Mã số 1 này là 900.000 bao ship của chú anh chị. Cây rất nặng quý anh chị em. Bỏ xuống. Cây khá là to. Tiếp theo em lên mã số 2. Một cây hồng phấn phớt tím quý anh chị em. Dòng này siêu bông. Chiều cao nó 90. Tán ngang nó 83. Hoành nó 14. Mã số 2 này là 220.000 bao ship luôn chú anh chị. Tiếp theo là mã số 3. Vẫn là hồng phấn phớt tím anh chị em. Chiều cao nó 80. Tán ngang nó 60 ạ. Hoành nó 12. Mã số 3 là 200.000. Tiếp theo là mã số 4. Hồng phấn xưa chú anh chị. Chiều cao nó 75. Tán ngang nó 56 ạ. Hoành nó 14. Mã số 4 này là 200.000 ạ. Tiếp theo là mã số 5. Hồng phấn phớt tím chú anh chị. Chiều cao nó 80. Tán ngang nó 80 luôn ạ. Hoành nó 17. Mã số 5 là 250.000 ạ. Tiếp theo là một mã số 6, cây hái vàng ạ. Chiều cao nó là 73. Tán ngang nó 70 ạ. Hoành nó 9. Mã số 6 này là 200.000 ạ. Tiếp theo là mã số 7 ạ. Thái đỏ của anh chị em. Chiều cao nó là 70. Tán ngang nó 85 ạ. Hoành nó 13. Mã số 7 là 250.000 ạ. Đi ra. Tiếp theo là mã số 8. Tiếp tục là thái đỏ anh chị em. Chiều cao nó 1m15 ạ. Tán ngang nó 1m1 ạ. Hoành nó 16. Mã số 8 này là 350.000 khi đi gúp chậu bó bồng của chú anh chị. Để vô. Để vô đó đó. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Cây mỹ cam ạ. Cây hàng thần của anh chị em, đang kẹo búp ha. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m15. Thót thân là 40. Hoành nó 14. Mã số 9 này là 300.000 ạ. Tiếp theo là mã số 10. Một cây đỏ nhung lá nhựa lá bóng của anh chị em. Cây một cốt ha. Thần chậu rất đẹp à. Nhìn nè. Chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Thót thân là 77 ạ. Hoành 10. Mã số 10 này 280.000 ạ.
Tiếp theo là mã 11. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 93. Thót thân là 70 ạ. Hoành 8. Mã số 11 này là 280.000 luôn ạ. Tiếp theo em lên mã số 12. Cây đỏ cờ hừng chậu của chú anh chị. Cây thần bầu. Bắn từ rất là mạnh của anh chị em. Chiều cao nó là 1m4. Tán ngang nó là 1m ạ. Thót thân nó là 70. Hoành nó 19. Mã số 12 này là 400.000 ạ. Cái bằng xây quá. Nhẹ nhẹ thôi nha. Tiếp theo là mã số 13. Một cây vàng cam của anh chị em. Cây đang sổ kẹo búp hết trơn. Vàng lá lớn á. Lá bơ. Cây này chiều cao 1m5 của chú anh chị. Tán ngang là 1m3. Thót thân nó là 67 ạ. Hoành nó 13. Mã số 13 này là 450.000. Nhìn xuống. Rồi đó. Trời ơi mặt mắm. Ây da. Tiếp theo là mã số 14. Một cây tàu Thái Lai của anh chị em. Cây này đổi màu ha. Giữa màu vàng và màu hương. Hoa đốm đốm rất là đẹp. Chiều cao là 1m5. Tán ngang nó là 90. Thót thân nó là 27. Hoành nó 13. Mã số 14 này là 400.000 ạ. Tiếp theo là mã số 15. Tiếp tục là một cây tàu Thái. Cây này nó ba màu luôn anh chị em. Cùng chung một nhánh mà nó đột biến ra nè. Lên màu đỏ. Chiều cao nó là 1m ạ. Tán ngang nó 1m ạ. Thót thân nó là 47 ạ. Hoành nó 12. Mã số 15 này là 400.000 ạ. Tiếp theo em lên mã số 16. Một cây mỹ hồng chân dài của anh chị em. Đang kẹo nụ quá. Cây này chiều cao 1m5 của chú anh chị. Tán ngang nó 1m ạ. Thót thân nó là 93. Hoành nó 12. Mã số 16 này là 450.000 ạ. Tiếp tục mỹ học chân dài của anh chị em. Thường chậu cái form tròn quay ha. Tiếp theo mã số 17. Cây này chiều cao nó 1m4 ạ. Tán ngang nó 1m ạ. Thót thân nó 60. Hoành nó 13. Mã số 17 này là 450.000 ạ. Tiếp theo là mã số 18. Là một cây mỹ hồng luôn ạ. Cây này gọi là siêu mẫu anh chị em. Thót thân cao. Chiều cao đó là 1m4 ạ. Tán ngang đó là 96. Thót thân đó là 98 ạ. Hoành nó 13. Mã số 18 này là 450.000 ạ. Mã số 19 là một cây mỹ hồng luôn ạ. Cô chú này chốt một cặp mỹ hồng để 800.000 của chú anh chị. Mã số 19 ạ. Chiều cao nó là 1m5 ạ. Tán ngang nó là 1m ạ.
thót thân nó là 90, hoành nó 11. Mã số 19 này là 450.000 ạ. Cây lên hoa nè, quýnh chị em mình thấy cứng nụ trơn. Rồi, nó ngã. Nhìn qua bảnh chút. Tiếp theo lên mã số 20 ạ. Một cây sen xưa, còn gọi là tàu xưa quýnh chị em. Bây giờ chích vô chấm. Cây một cốt thẳng băng luôn. Cây này chiều cao 1m5 của chú anh chị. Tán ngang nó là 90, thót thân nó là 70, hoành nó 13. Mã số 20 này là 400.000 ạ. Dòng này cánh hoa tròn rất đẹp. Giờ hai cây này vô chấm đi. Hai cây này nè, lâu vô chấm. Tiếp theo mã số 21, cây cam Đài Loan ạ. Phơm tàn đặc quánh của anh chị em. Chiều cao 1m17 ạ. Tán ngang là 1m2. Thót thân là 20 ạ. Hoành nó là 17 ạ. Mã số 21 này là 650.000 ạ. Nguyên tàn. Phơm tàn thuần lại rất đẹp ha. Hồi nãy có 20 cây mà hai lộn bây giờ. Mã số 22. Cây cam Đài Loan luôn ạ. Chiều cao nó là 1m2 ạ. Tán ngang là 1m4. Thót thân nó là 30 ạ. Hoành nó 17. Cái này nó đi rút chậu bó bầu nghe cô chú anh chị. Này thân rồi, này là cái này nó gỡ chậu ra cái là nó nguyên bầu anh chị. Này nó bị bể rồi. Mã số 22 này là 650.000 ạ. Phơm tàn như cái mặt bàn của anh chị. Bỏ nó lại đi. Trời ơi, mâm ơi là mặt. Tiếp theo mã số 23. Ôi trời trời, nó ngã. Dính. Chiều cao là 1m3. Tán ngang 1m25. Thót thân là 19 nè. Hoành của nó là 17. Mã số 23 này 650.000 cũng là cây cuối clip hôm nay ạ. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em, xin mến chào ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Cúc nha.